Cùng ngày 28 tháng 9, Hội đồng nhân dân thị xã Hòa Thành khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 8, kỳ họp chuyên đề để thảo luận cho ý kiến về các tờ trình của Ủy ban nhân dân thị xã. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư thường trực thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã và ông Huỳnh Công Luận, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã chủ trì hội nghị kỳ họp đã thảo luận các tờ trình của Quỹ ban nhân dân thị xã về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 và điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025. Các đại biểu dự kỳ họp đã thống nhất thông qua hai nghị quyết về các nội dung do Quỹ ban nhân dân thị xã trình để làm cơ sở triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới, góp phần thực hiện chủ trương và đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công phát biểu bế mạc kỳ họp phó bí thư thường trực thị ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thị xã nguyễn văn phong đề nghị sau kỳ họp quỹ ban nhân dân thị xã chỉ đạo quyết liệt các cơ quan chuyên môn căn cứ vào nội dung các nghị quyết đã được hội đồng nhân dân thị xã thông qua sớm hoàn thiện các thủ tục cần thiết để thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định pháp luật hiện hành